tướng quân Phạm Ngũ Lão sinh năm 1255, mất năm 1320, là danh tướng nhà Trần trong lịch sử Việt Nam. Ông là người góp công rất lớn trong cả hai cuộc kháng chiến chống Mông Nguyên lần thứ 2 năm 1285 và lần thứ 3 năm 1288. Đương thời, danh tiếng của ông chỉ xếp sau Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, người được xem như vị tướng vĩ đại nhất trong lịch sử quân sự phong kiến Việt Nam. Phạm Ngũ Lão là người làng Phú Ủng, huyện Đường Hào, Hải Dương, nay là làng Phú Ủng, xã Phú Ủng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam. Theo sách Tông Phả Kỷ Yếu Tân Biên của Phạm Côn Sơn dẫn ra và họ Phạm, ông là cháu tám đời của tướng Phạm Hạp thời nhà Đinh. Ngay từ thuở nhỏ, cậu bé Phạm Ngũ Lão đã tỏ ra khác thường, tính tình khẳng khái. Khi ở làng có người đỗ tiến sĩ, ông Bùi Công Tiến tổ chức ăn mừng, cả làng kéo đến, riêng Phạm Ngũ Lão thì không. Người mẹ hỏi con sao không đến, Ngũ Lão thưa với mẹ: chí làm trai phải lập công danh rạng rỡ con sông mà con chưa lập được bằng người, đi mừng người ta nhục lắm. Cũng thời gian ấy, Hưng Đạo Vương có việc quân của vùng đất Phú Ủng. Phạm Ngũ Lão đang ngồi đan sọt ngoài đường, mải nghĩ về cuốn sách binh thư nên không biết quan quân trải đến. Một người lính dẹp đường chát mãi, chàng trai đan sọt vẫn cứ ngồi yên. Người lính bèn dùng giáo xuyên vào đùi để kẻ cản đường, vậy mà người đan sọt cứ như không. Tướng công thấy vậy bèn ra nói chuyện với chàng trai. Qua đối đáp trôi chảy của chàng trai nông dân, tướng công thầm hiểu đây sẽ là một vị lương tướng của triều đình. Ông sai lính ấy lấy thuốc trị vết thương rồi cho mời về triều. Sau khi về kinh đô, Hưng Đạo Vương tiến cử Phạm Ngũ Lão lên triều đình với các chức quan quản quân cấm vệ. Phạm Ngũ Lão văn võ song toàn, riêng tài thao lược và võ thuật của ông thì rất tuyệt vời, nên quân sĩ ai cũng bái phục. Về quân sự, trong hai cuộc kháng chiến chống quân xâm lược nhà Nguyên năm 1285 năm 1288, Phạm Ngũ Lão lập được nhiều chiến công. Năm 1285, trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ hai, ông cùng với Trần Quang Khải tiến đánh Trương Dương, Hàm Tử, đập tan đội binh thuyền khổng lồ của giặc và diệt quân Nguyên chiếm đóng Thăng Long. Sau đó, Phạm Ngũ Lão được lệnh mang 3 vạn quân phục kích đánh địch ở Vạn Kiếp, chặn đường địch rút chạy lên biên giới phía Bắc và diệt được hai phó tướng địch là Lý Quán và Lý Hằng. Trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ 3 năm 1287, Phạm Ngũ Lão cùng các tướng bày trận phục kích đường rút lui của giặc trên sông Bạch Đằng. Trong trận này, quân nhà Trần bắt sống các tướng nguyên là Phàn Tiếp, Áo Lỗ Xích, Ô Mã Nhi. Phạm Ngũ Lão tiếp tục truy kích cánh quân của Thoát Hoan trên đường bộ. Năm 1290, vua Trần Nhân Tông giao cho ông cai quản quân Thánh Dực, phong chức Hữu Kim Đô, đại tướng quân năm Giáp Ngọ năm 1294. Nhờ lập công khi đánh ở Ai Lao, ông được ban kim phù, tức binh phù làm bằng vàng. Năm Đinh Dậu năm 1297, cũng nhờ lập công khi đánh trận ở Ai Lao, ông được ban vân phù, tức binh phù có khắc chạm hình mây. Năm Tân Sửu năm 1301, ông được phong làm thân vệ đại tướng quân và được ban quy phù, tức binh phù có chạm hình con rùa. Đến đời vua Trần Anh Tông, ông được thăng tới chức điện súy thượng tướng quân, tước quân nội hầu. Một người con gái của Phạm Ngũ Lão hiệu là Tĩnh Huệ là thứ phi của vua Anh Tông. Phạm Ngũ Lão đã 3 lần cất quân đi trừng phạt sự xâm chiếm quấy nhiễu của quân Ai Lao vào các năm 1294, 1297 và năm 1301. 2 lần Nam Chinh đánh thắng quân Chiêm Thành vào năm 1312, buộc vua Chiêm là Chế Chí phải xin hàng, và năm 1318 vua Chế Năng phải bỏ chạy sang Java. Về văn học, không chỉ có tài về quân sự, ông còn để lại nhiều bài thơ về chí trai, lòng yêu nước. Tiếc là hiện nay tác phẩm của ông chỉ còn lại 2 bài là Thuật Thoài Tỏ Lòng và Văn Thượng Tướng Quốc Công Hưng Đạo Vương. Viếng Thượng Tướng Quốc Công Hưng Đạo Đại Vương, ông được Trần Hưng Đạo gả con gái. Hưng Đạo Đại Vương đã giả làm con gái nuôi của Trần Hưng Đạo, vì nhà Trần có quy định chỉ gả con gái trong dòng tộc. Trần Hưng Đạo đã
gả con gái nuôi của mình là quận chúa Anh Nguyên cho Phạm Ngũ Lão. Tháng 11 năm 1320, Phạm Ngũ Lão mất, thường thọ 65 tuổi. Vua Trần Minh Tông nghỉ chầu 5 ngày và phong ông là thượng đẳng phúc thần. Đây là một đặc ân của nhà vua đối với ông. Nhân dân xã Phù Ủng huyện dựng đền thờ ngay trên nền nhà cũ của ông. Ông cũng được phối thờ tại đền Kiếp Bạc Chí Linh Hải Dương, tại đền thờ Trần Hưng Đạo. Đền Phù Ủng ở tại làng Phù Ủng, xã Phù Ủng huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên là đền thờ danh tướng đời Trần, tướng quân Phạm Ngũ Lão. Toàn khu di tích được xây dựng vào thế kỷ 14 được trùng tu vào thời Nguyễn. Khu chính thờ tướng quân Phạm Ngũ Lão, danh tướng đời Trần, bên tả thờ cha và bên hữu thờ mẹ. Khu trong là thờ Tĩnh Tuệ Công Chúa và Lăng Vũ Hồng Lương. Đến đền thờ chính được khắc 4 chữ Hán đại tự là Đông A Điện Soái, tức điện thờ tướng nhà Trần, bởi chữ Đông kết hợp với chữ A thành chữ Trần. Khu đền thờ có nhiều cây cổ thụ tạo nên vẻ trầm mặc u tịch khi vắng khách đến thăm.